Ngày 22 tháng 4, UBND xã Tân Phúc đã tổ chức khởi công xây dựng nhà cho chị Lê Thị Huyên ở thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, thuộc hộ gia đình có trường hợp thuộc đối tượng được bảo trợ xã hội. Tới dự có đồng chí Lữ Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, lãnh đạo xã Tân Phúc. Chị Lê Thị Huyên ở thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc trước đây là giáo viên công tác tại trường tiểu học Lâm Phú từ năm 1994. Đến năm 1997, chị bắt đầu phát bệnh tâm thần, gia đình đã đưa đi chữa bệnh nhiều nơi nhưng không khỏi. Năm 2004, do bệnh tật, chị bắt đầu nghỉ việc, về ở với bố mẹ tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, sống trong căn nhà nhỏ hiện đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện để sửa chữa hay xây mới. Trước hoàn cảnh đó, thì Ủy ban Nhân dân huyện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chị Huyên. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện hỗ trợ 75 triệu đồng, xã Tân Phúc hỗ trợ 5 tấn xi măng, ngành giáo dục kêu gọi cán bộ công nhân viên chức quyên góp ủng hộ. Các đoàn thể và nhân dân họ hàng cũng chung tay góp sức bằng tiền của ngày công lao động và vật liệu để gia đình xây dựng ngôi nhà mới. Dự kiến ngôi nhà sàn bê tông hoàn thành sẽ có diện tích gần 40m² với tổng kinh phí gần 120 triệu đồng. Phát biểu tại buổi khởi công, đồng chí Lữ Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo xã Tân Phúc, Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ, bà con nhân dân thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc đã kịp thời đồng hành chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn nói chung và gia đình chị Lê Thị Huyên nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện mong rằng ngay sau khi khởi công xây dựng, gia đình sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa từ công đoàn ngành giáo dục, chính quyền địa phương, bà con nhân dân để ngôi nhà sớm hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Sau khi công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ mang lại niềm vui và động lực giúp cho chị Huyên từng bước khắc phục khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.